Rồi bây giờ khâu chuẩn bị đã xong rồi nha quý vị. Cái đó tí xíu mình hâm lại cho nóng mày ơi. Đây nai cũng xong rồi. Nấm đùi gà tí xíu. Cái món mà My Sinh làm là bầu ngư thì gồm có là nấm đùi gà và ớt chuông với lại cải mình luộc sơ qua nha quý vị. Đó, bầu ngư mình mua về làm sạch đó quý vị. Đó, mình làm sạch sẽ luôn. Lần này là mình sẽ ăn bầu ngư mình làm chín chứ không có ăn sống giống như là cái video clip vừa rồi nha. Giờ đầu tiên là mình sẽ trụng vô trong cái nước gừng để cho nó không có bị cái vị tanh á. Bầu ngư này là bầu ngư đông lạnh chứ không phải là bầu ngư sống. Bầu ngư mà còn sống là khác nha quý vị. Nước gừng nè. Đó, bắt đầu nước gừng sôi lên nè, mình sẽ trụng sơ qua nha. Nãy tới giờ luôn con. Thấy rồi. Đó, mình sẽ trụng sơ qua nước gừng để cho bầu ngư nó không có tanh, tại vì bầu ngư đông lạnh mình sẽ làm thật là kỹ thì ăn nó sẽ ngon và nó không có mùi nha quý vị. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái món bầu ngư gì đó thì tí xíu quý vị hãy xem tiếp thì sẽ thấy là cái món bầu ngư mình sẽ làm như thế nào để cho nó ngon và thật sự ra là ngon hơn nhà hàng luôn đó quý vị ơi. Mình đảo khoảng chừng trong vòng 5 phút thôi. Không bắt đâu, 2 phút à. 5 phút thì mình sẽ vớt nó ra nha quý vị. 2-3 phút rồi chứ 5 phút rồi. Vớt nó ra. Đây, như thế này. Rất là ngon, bảo đảm nó sẽ không bao giờ bị tanh ha. Tỏi, thử một tí tỏi cho thơm. Đó, tí xíu lùi vô. Ở quê mình thì không có nước dùng mua sẵn ở siêu thị, mình sẽ dùng cái nước hầm thịt nha quý vị. Nước hầm thịt. Nước tương ơi. Bây giờ tí xíu nước tương đi. Cũng y như cái kia. Nước tương mình bỏ vô cho nó có cái màu đó quý vị. Rồi tiếp theo mình sẽ nêm hạt nêm. Xíu đường ha. Tiếp theo mình sẽ nêm đường ha. Rồi phần quan trọng nhất là mình sẽ đảo đều nó lên. Bắt đầu mình sẽ cho bầu ngư vào nha quý vị. Nấu khoảng chừng tầm 10 phút, 5 phút tới 10 phút. Mình đổ bầu ngư vô trong cái nước dùng này. Mình nấu trong vòng khoảng chừng 10 phút thôi nha. Chứ nếu như mà mình nấu nhiều quá gì thì bầu ngư nó sẽ bị teo lại, nó sẽ không ngon. Rồi tí xíu mình sẽ pha một tí bột bắp cho cái nước của nó sánh lại, nó sạch sệt đó quý vị. Rồi mình sẽ trộn cái phần bột bắp lại nha quý vị. Đó, mình đảo đều cho nó tan ra. Rồi sau khi mà nó sôi rồi nha quý vị, bắt đầu mình sẽ bỏ những cái đồ la ghim rau với lại đùi gà, rồi với lại cải chuông. Mình thích ăn cái gì thì mình sẽ mua cái đó. Riêng gia đình của My Sinh thì rất là thích ăn đùi gà. Nấm đùi gà nha quý vị. Đó, thì kèm theo ớt chuông với lại cải bỏ cải thảo. Bắt đầu mình sẽ đảo đều lên cho nó tái sơ sơ cái rau thôi, tại vì tí xíu mình còn bỏ trên cái lẩu á, để mà mình để lên trên cái bếp ga, mình vừa ăn mình vừa bật lên để cho nó nóng quý vị, cho nên là không cần thiết là phải để cho rau với lại ớt với lại nấm là nó chín nha quý vị, nó mới vừa tái thôi là được rồi. Rồi bây giờ sau khi mà nó hơi héo héo mấy cái rau là bắt đầu mình chế bột bắp vô nha quý vị. Mình chế bột bắp vô thì sẽ cái nước dùng này nó sẽ sạch sạch. Như đây nếu như mà ở nhà hàng á, thì như đây thì nó rất là nhiều phần. Tổng cộng cái nồi ở trong đây là gồm mà 2 kg bào ngư thịt nha. 2 kg bào ngư thịt, nấm đùi gà. Đó, mình nếu như mà ai mà không có biết nấu thì mình cứ để cho nó sôi lên.
nó sôi lên khoảng chừng 5 phút thôi, cái nước nó hơi sệt sệt đó là mình tắt lửa nha, chứ nếu không là nó sẽ sệt quẹo lại luôn. Rồi nếu như mà nấu tiệc thì mình sẽ làm như thế này quý vị đó, sẽ chuẩn bị tất cả những cái cải mình luộc sơ cho nó như thế này. Bắt đầu mình sẽ múc ra, trang trí lên đúng không? Đúng rồi, trang trí lên. Thấy thôi là đã thèm rồi quý vị ơi, ngon bá cháy mùi chét luôn. Nó có nấm đùi gà là nó đang nóng không? Kéo gần lại đây. Món tiếp theo là cua Alaska với lại tôm hùm Úc nha quý vị. Một con này là 3,3 kg và một con tôm hùm Úc là 1,8 kg. Nóng nghi ngút luôn. Cái này phải bợ hai cái để nó rớt cái. Được, lấy hai cái kéo đi. Rồi. Ok. Tiếp theo sẽ là ốc bu hắc tả nha quý vị. Hôm nay tại vì nhiều món quá cho nên là mình sẽ không có lấy cái nước mình nêm, chứ bình thường là cái nước mình nêm á ăn cũng rất là ngon. Đây, ốc bu ở trên nhà anh Tả với lại ông anh nuôi ở trên ruộng nhà đó quý vị. Cái này là tôi làm bao bớt, anh bớt thu rồi. Rồi nóng quá, để xuống này. Ôi nóng quá trời, nóng rồi. Dĩa này là thua, hồi nãy không lấy dĩa kia. Đâu, thêm dĩa nữa hay. Đố cả nhà biết đây là cái gì nha. Đó, khi mình nhìn vô thì mình tưởng đâu là nó là cháo đó quý vị. Nhìn giống y hệt như là cháo đó, nhưng mà nhìn kỹ nha. Ở nhà quê là người ta biết con ơi. Mọi người, ở nhà quê không có đâu. Con nghĩ là nhà quê cũng không ai biết đâu. Biết chứ. Đâu phải ai cũng biết. Người ta nuôi thì người ta mới biết. Chắc có mình con không biết. Đây, nhúc. Nó lúc nhúc, tưởng đâu dồi á quý vị. Mà nó là cơm mẻ. Cái này nè. Nè. Mà để ra. Ôi nhọt. Nghe không? Thấy chưa? Người ta thử mẻ, người ta thử vậy đó. Ôi. Nhọt đó quý vị, để lên trên nó lỗ mũi lúc nhúc giống y hệt như dòi vậy. Người ta thử con mẻ là người ta thử vậy đó, coi mẻ sống hay chết đó. Đó nè. Để lên cái lỗ mũi nè, đó. Nhọt. Đó quý vị thấy nó nhúc nhích không? Nè. Nó nhúc nhích là đậy nó lại thôi, nó ở trên thôi, còn ở dưới đây là nó nhiều hơn. Dưới đây nhúc đó. Nhích đó nè. Nó nhúc nhích. Giờ thấy bò luôn nè. Bay nhúc nhích. Đây. Cái này mới thấy dễ hơn nè. Nhiều hơn á. Dễ hơn. Nào mẹ múc thử một muỗng, mẹ để lên trên thử coi. Đây là nhìn thì sơ qua tưởng đâu là cháo nha quý vị. Nhưng mà nó không phải là cháo. Mà nó là cơm mẻ, là con mẻ. Nó lúc nhúc. Nó lúc nhúc dòm giống y hệt như là đó, nhúc dòm giống y như hệt như dòi vậy đó. Đó, nhìn kỹ nha quý vị. Đó. Chàng ơi. Đó, ta nói nuôi cơm mẻ, mà cơm mẻ này là làm cái gì? Nhúng với thịt trâu, nhúng với lại thịt bò. Nhúng với lại nói chung là tất cả các loại thịt đều nhúng được nha quý vị. Tiếp theo là nhiên liệu để mình nhúng mẻ nha quý vị, có gồm có tỏi băm với lại củ hành, và bên đây là thịt. Tự nhiên đang nói ngon ngang xuôi quên rồi, thịt này thịt gì? Thịt nai nha quý vị. Thì thịt nai á, là cái da của nó rất là dày nha, da của nó dày. Nếu như cái này mà cui lên nữa thì nó cũng tựa mà nếu như mà nó heo rừng ta cũng tin. Đây là thịt nai nha quý vị. Rồi có thêm sả băm nha. Nai nhúng mẻ là có thêm sả băm. Rồi bắt đầu mình sẽ thắng sả trước nha quý vị. Con mà mẻ con bẻ nè qua. À
cái nước cốt để mình nhúng mẻ vô đúng không? Xả mình xào sơ cho nó thơm. Chờ tí xíu rồi mình sẽ bỏ tỏi vô. Rồi mình bỏ tỏi vô ha quý vị. Cái nước dùng của nhúng mẻ là mình sẽ dùng bằng cái nước gì? Dừa. Nước dừa hả? Rồi có nước dừa thì có cái nước dùng với nước lạnh cũng. Nước dừa thì cho nó ngon, còn nếu như ai không có nước dừa thì mình dùng nước lạnh nha quý vị. Đó, rồi bây giờ là đây là mình sẽ chế cái nước dừa vô nha quý vị. Thì nhúng mẻ mình dùng cái nước dừa nó sẽ ngon hơn là nước lạnh nha quý vị. Đó. Ok, bây giờ là nước nó chuẩn bị sôi thì mình sẽ bỏ con mẻ vô nha quý vị. Đây là mẻ cơm nhúng mẻ. Cái này đúng là cơm mẻ. Cơm mẻ nhúng nai. Thường mình đi về quê á, thì có những cái quán hay có cái món là thịt trâu nhúng mẻ. Còn bây giờ là mình sẽ làm là thịt nai nhúng mẻ nha quý vị. Cơm mẻ ở nhà nuôi luôn chứ không có mua nha. Mình bỏ từ tùy thích, nếu vô ai ăn chua thì bỏ nhiều. Nếu như mà ai ăn chua thì mình sẽ bỏ con mẻ nhiều. Còn không thì mình bỏ vừa ăn thôi, nếu như mà ai ăn con mẻ không quen. Để em vô lấy đồ như nè. Mình trộn nó lên, nhìn thì nó giống y như là cháo không vậy. Nhìn nó giống y hệt như là cháo vậy đó. Khi mà mình bỏ cái cơm mẻ vô á, tưởng đâu là nó là cái nồi cháo lỏng, nhưng mà thật ra nó không phải là cơm mẻ. Món này thì rất là lạ quý vị. Sao thêm chua nữa hả? Chưa đủ chua, thêm chua nữa quý vị ơi. Nước dùng của con mẻ nha quý vị. Đầu tiên mình sẽ bẻ bột ngọt vô. Rất rồi. Xí hạt niêm. Hạt niêm thì nhà Mỹ Sơn thì xài ngon. Nói hồi cũng tí xíu nước mắm rồi. Bậy nữa. Rồi một tí xíu nước mắm năm ngư nha. Đói gì lắm rồi đó. Đói gì lắm rồi. Bắt đầu cái pha cuối cùng là đường nhé. Pha cuối cùng. Rồi. Cuối cùng mình bỏ đường. Bỏ cho nó ngọt ngọt chua chua. Ngọt ngọt chua chua dạng giống như là canh chua đó đúng không? Đó. Ok. Mình nghe thợ nấu đi quý vị. Đó. Thợ nấu đây. Thợ nấu của tôi đây quý vị. Trời ơi. Sau một lúc trong vòng 4 tiếng đồng hồ nguyên cả nhà nha quý vị. Đây. Nguyên cả nhà chuẩn bị tất cả gồm các món. Đây là ủa cái món đỏ đỏ này là gì ạ? Hả? Giới thiệu món nai nướng. Nai nướng hả? Nai nướng sao đỏ chét vậy trời? Thích ăn tái hả? Rồi còn đây là bào ngư. Bào ngư né nha quý vị. Và kế tiếp thì tôm bồ tẹt, nhưng mà mấy đứa em nó làm không có được đẹp lắm. Còn đây là ốc bu nha quý vị. Ốc bu Việt Nam khắp xã. Và kế tiếp là ốc bu Pháp xào tỏi. Rồi buổi tối của gia đình ở Tây Ninh nha quý vị ơi. À đây xong rồi bắt đầu mình sẽ nhờ thợ cắt cắt cua để ăn nha quý vị. Đó mình cắt hai nó để ngay chỗ nhậu nè cưng. Cái xỉn coi. Trời ơi. Bầu ngư của người ta mà nó rắc tiêu lên quá trời luôn vậy đó. Đây, ốc bu Pháp món này ngon lắm nha quý vị. Ốc bu Pháp. Rồi. Hợp mặt gia đình. Hợp mặt gia đình Tây Ninh nha quý vị. Có đủ mặt mọi người. Thằng kia quay tới nó là đúng không à. Nó mới ô hello. Hello. Ôi chú Tư bụng bự quá. Chú Tư bụng bự quá. Đây là hàng xóm bạn của ông xã nha quý vị. Còn đây là thằng nấu bị chịu giờ. Gì nó mới vừa thấy không. Gồm tất cả các món thằng nấu nấu không nha quý vị.
Thơm ăn cũng được. Ủa ai tắt cái này rồi? Cái này nó phải sôi lên. Ố ai tắt rồi? Bắt với là cô xây sống. Tắt rồi. Tắt rồi, tắt rồi. Một bát kìa. Đó, đưa cho đó, nó phải nóng lên nha, nó mới ăn được. Nó mới ngon. Đâu, cắt hết khúc mình rồi. Ở cái này nè. Cắt hết khúc mình rồi, còn mấy cái khúc này ra nữa. Còn khúc đầu quý vị. Mày phải mua một con gà. Đây, chàng ơi, khúc dưới của nó đây nè. Tí xíu, đó, nè, bà nội, ăn đây bà nội. Ăn trước, ăn trước. Cũng là cái gì mà dài. Qua.